Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh về mạnh kết hợp với sự hoạt động của quá trình hội tụ trên mực cao nên đã 3 ngày nay, toàn Bắc Bộ có mưa nhiều, vùng núi còn có lượng mưa vừa và dông, nên nhiệt độ giảm, trời chuyển rét nhẹ. Dự báo trong ngày hôm nay, cường độ của khối khí lạnh sẽ suy yếu, tuy nhiên là quá trình hội tụ trên mực khí quyển tầng cao còn tồn tại, nên ở tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục là có mưa, vùng núi còn có mưa rào, nên nhiệt độ nhích nhẹ và thời tiết sẽ không mấy thuận lợi cho những hoạt động lưu thông của người dân, cũng như việc hong phơi đồ đạc khi tiết trời vẫn còn ẩm ướt. Nhiễu động trong đới gió đông bắt đầu suy giảm dần nên mưa có lượng cũng giảm nhanh ở tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên. Tuy nhiên, đới gió đông trên cao còn tồn tại nên ngày hôm nay khu vực tiếp tục là nhiều mây, đôi lúc có mưa rào nên nhiệt độ chưa tăng cao được. Nhiệt độ trưa chiều nay ở tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động trong khoảng là từ 24 đến 26 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên nhiệt độ là từ 26 đến 28 độ. Riêng các tỉnh cực Nam là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết ít mưa cùng nhiệt độ tăng cao từ 31 cho đến 33 độ. Dòng dáng trên cao, hình thế thời tiết điển hình của kiểu thời tiết không mưa và nắng nhiều sẽ bao phủ hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Ngày hôm nay, toàn khu vực sẽ có nắng từ sớm, nắng nhiều và nhiệt độ trưa chiều dự báo đồng loạt sẽ tăng lên trên ngưỡng là 33 độ. Trong đó, thì các tỉnh miền Đông bao gồm Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng với nhiệt độ là từ 35 cho đến 37 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trời Hà Nội vẫn nhiều mây và có khả năng mưa còn tiếp diễn và kéo dài trong ngày. Thời tiết sẽ không mấy thuận lợi cho những hoạt động lưu thông của người dân. Khi đưa con em mình đi học, quý vị nên đi sớm hơn thường lệ để phòng hiện tượng ùn tắc tại thủ đô trong giờ cao điểm. Ngoài ra, lúc này trời còn lạnh, ngoài trang bị vật dụng che mưa, các bậc phụ huynh cũng nên mặc ấm cho các bé và nhớ đừng quên mang theo khẩu trang. Nhiệt độ ở tại thủ đô thì tiếp tục nhích nhẹ với biên độ nhiệt ngày đêm là từ 19 cho đến 24 độ. Dự báo trong 2 ngày tới, nền nhiệt độ tại khu vực Hà Nội sẽ tăng dần. Tuy nhiên, hiện tượng mưa phùn và sương mù tập trung vào thời điểm tối và đêm, sáng lại tái diễn và ít nhiều gây khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Thành phố Hải Phòng cũng sẽ có tiết trời là nhiều mây và có mưa nhỏ, trời khá ẩm ướt nên khi tham gia giao thông, quý vị nên hạn chế tốc độ, chú ý quan sát, đề phòng khả năng đường trơn trượt. Đối với vùng ven biển, gió đông bắc thổi với cường độ giảm dần nên biển thôi động và thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho những hoạt động đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân. Tuy nhiên là hiện tượng mưa phùn và sương mù dày xuất hiện nhiều hơn khiến tầm nhìn hạn chế và ảnh hưởng đến quá trình tham gia lưu thông của các phương tiện cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Nhiệt độ tại thành phố vào lúc trưa chiều chỉ ở vào khoảng là từ 23 đến 24 độ, về đêm giảm xuống còn từ 19 đến 20 độ, trời lạnh. Nhiễu động gió đông cũng khiến thành phố Đà Nẵng nhiều mây có mưa rào trong 2 ngày qua. Dự báo hôm nay, thành phố tiếp tục là nhiều mây, tuy nhiên là mưa có lượng giảm hơn, chỉ còn là mưa nhẹ vào thời điểm ban sớm. Đến trưa chiều thì trời khô ráo nên nhiệt độ tăng và thời tiết trở lại thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực. Nhiệt độ ở tại khu vực Đà Nẵng sẽ ít biến đổi, cao nhất là xấp xỉ từ 27 đến 28 độ, về đêm giảm xuống còn từ 23 đến 24 độ, cùng độ ẩm trung bình dao động trong khoảng là từ 75 cho đến 93%. Dự báo đến 2 ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết tại thành phố sẽ khô ráo và có nắng, nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch tại thành phố biển xinh đẹp này. Trái ngược hẳn với thời tiết tại các tỉnh miền Bắc, miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đã nhiều ngày khô hạn và khá nóng. Dự báo hôm nay, thành phố tiếp tục là ít mưa, trời có nắng nóng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ là từ 35 đến 36 độ, về đêm giảm dần xuống chỉ còn từ 25 cho đến 26 độ, cùng độ ẩm không khí trung bình ngày là khoảng 70%, thấp nhất vào lúc giữa trưa có thể xuống tới mức là 45%. Với thời tiết khô nóng như vậy thì việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, quý vị không nên uống nước đá lạnh vì nó sẽ làm tăng nguy cơ viêm họng, làm hư hỏng men răng, giảm sức đề kháng, ảnh hưởng lưu thông máu và gây rối loạn tiêu hóa. Không nắng nóng như thành phố Hồ Chí Minh do có nhiều hệ thống kênh rạch, thành phố Cần Thơ được dự báo là ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ từ 33 đến 34 độ, về đêm giảm xuống còn từ 25 cho đến 26 độ, cùng độ ẩm không khí trung bình dao động từ 50 đến 85%. Thời tiết khô ráo nên khá thích hợp cho những hoạt động giao thông của người dân. Tuy nhiên, lưu ý là nhiệt độ 33-34 độ là nhiệt độ trong lều khí tượng, còn khi lưu thông ngoài trời thì mức nhiệt này sẽ còn tăng hơn, đặc biệt là trên những đoạn đường bê tông hóa. Do vậy, quý vị nhớ mang theo các vật dụng che nắng, kính mát để bảo vệ sức khỏe trong tiết trời nóng bức. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Thời tiết đô thị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.